Chiếc xe này các bác có thể thấy rằng lốp cũng còn rất là ok này. Chủ cũ đã thay cho chúng ta một dàn lốp rồi. Thì dĩ nhiên những chiếc xe đời 2017 các bác mà muốn tìm những chiếc xe mà còn lốp theo xe thì nó cũng rất là kém rồi. Đấy, cái nó gần như hết đát rồi, là theo tới 5 năm rồi nó cũng phải thay thế thôi. Thì với những chiếc xe đời này mà đã được thay một dàn lốp rồi thì về chúng ta cũng không phải lo lắng là mất một chi phí thay lốp ở cái khoảng thời gian sắp tới nữa. Chúng ta với chiếc lốp này sẽ đi được tương đối. Vâng, chào các bác nha, chào mừng các bác quay trở lại kênh giới thiệu sản phẩm Wenica Việt Nam. Và như các bác thấy ngay bên cạnh em Thắng lúc này là một chiếc Honda City màu trắng rất là đẹp. Chiếc xe này thì vừa về Wenica vừa được kiểm định xong các bác, còn chưa rửa, chưa dọn gì luôn. Các bác nhìn này, vẫn còn khá nhiều bụi bẩn ở trên đây. Nhưng mà em vẫn muốn quay luôn để các bác xem, vì chiếc xe này thực sự là quá đẹp luôn, em không thể chờ đợi thêm được nữa. Và ngày hôm nay hãy cùng em Thắng đi xem nhanh xem chiếc xe này như thế nào các bác nhá. Nào, xin mời. Vâng, thưa các bác, rất là nhiều bác thắc mắc rằng tại sao xe ở Wenica rất là ngon, xe ở Wenica rất là đẹp. Thì xin thưa với các bác rằng tất cả những chiếc xe được chào bán tại Wenica Việt Nam đều được tuyển chọn kỹ càng, đều phải trải qua một quy trình kiểm định rất là nghiêm ngặt. Nhiều bác thắc mắc rằng bên em hay nói là vừa được kiểm định xong thì kiểm định cái gì. Thì xin thưa tiếp với các bác rằng tại Wenica bên em kiểm định 143 hạng mục, gần như là tổng thể tất tật về xe, và cam kết cho khách hàng 5 tiêu chí chính, 5 tiêu chí quan trọng nhất của xe cũ. Đầu tiên đó chính là động cơ hộp số nguyên bản là hai tiêu chí đầu tiên này, tức là như các bác thường hay nói máy số zin. Tiếp theo thứ ba là xe không ngập nước thủy kích. Thứ tư là không đâm đụng tai nạn ảnh hưởng tới kết cấu khung gầm xe, tức là không có đâm đụng va chạm tai nạn nặng ảnh hưởng tới cái kết cấu của xe. Và cuối cùng thứ năm là về hồ sơ pháp lý, thì số khung số máy trùng khớp trên đăng ký đăng kiểm, hồ sơ thì hợp lệ sẵn sàng sang tên cho các bác. Vâng, rất là đảm bảo kể cả về mặt kỹ thuật, kể cả về mặt pháp lý rồi. Và bên cạnh đấy thì là có cả bảo hành sau bán hàng nữa, luôn đồng hành cùng khách hàng. Nên mua xe tại Wenica rất ngon, rất yên tâm là bởi vì như thế. Vâng, quay trở lại với chiếc xe này thì như các bác có thể thấy form này thì cũng đoán sơ bộ được đời bao nhiêu, nó là phiên bản gì rồi. Vâng, đây là Honda City phiên bản top. Thì có một cái điểm để chúng ta nhìn qua ngoại hình một phát thôi là biết ngay đâu là bản top, đâu là bản CVT, đó chính là bộ đèn. Thì ở bản top được trang bị đèn full LED các bác nhá. Đó, bác thấy đẹp và sang không? Thì đây là phiên bản Honda City top này, sản xuất 2017. Tính tới thời điểm bây giờ thì là xe đã lăn bánh được 5 năm rồi, chạy khoảng 5 vạn các bác ạ, cũng rất là hợp lý. Chiếc xe đã được rút hồ sơ rồi, hồ sơ cầm trên tay sẵn sàng sang tên cho các bác trong một nốt nhạc thôi. Chiếc xe đang được chào bán tại Wenica Việt Nam với mức giá cũng rất là yêu thương. Nó chỉ dao động khoảng ở mức 450 đến 500 thôi. Cụ thể như thế nào các bác có thể liên hệ số hotline bên dưới các bác nhá. Rồi, ok, chúng ta cùng đi xem nhanh xe một chút. Các bác nào có nhu cầu xem kỹ hơn thì mời các bác qua trực tiếp Wenica. Rồi, vì kể cả quay phim này chúng ta chỉ xem sơ bộ được thôi, cũng không thể kỹ càng được bằng chúng ta xem tận mắt, sờ tận tay được. Rồi, đầu tiên các bác có thể nhìn sau 5 năm sử dụng thì chiếc xe còn cũng rất là đẹp về mặt ngoại hình, màu sơn trắng này, nhưng mà tổng thể cũng rất là đều, không có sự lệch màu ở các khu vực nào cả. Rồi, các bác có thể tiến lại gần, chúng ta xem chi tiết phần đầu xe. Ví dụ như từ phần đèn pha này, hay là những cái khu, cái thanh chrome này. Đó, cái thanh chrome to bản chạy ngang phần lưới tản nhiệt như này, rất là đặc trưng nhà Honda. Thì mọi chi tiết còn rất là đẹp, không có những vết bị rạn nứt hay xước sát theo thời gian gì cả. Đó, phần ba đời sau cũng rất là chắc chắn các bác này, cũng không có một vết xước gì cả. Đó, đèn gầm của trên bản City Top cũng là đèn LED các bác nhá, cho ánh sáng trắng rất là sang trọng, rất là sáng. Còn trên các bản CVT thì là đèn halogen thôi. Rồi, nói chung rất là ok ở cái phần đầu xe. Thì phần quan trọng nhất trong khu vực khoang máy em cũng sẽ mở ra để các bác xem qua một chút. Nào, xin mời các bác. Vâng, thưa các bác, đây chính là khoảng khu vực bao gồm động cơ và hộp số của chiếc Honda City Top này. Và khi mở ra thì em chắc chắn rằng nhiều bác sẽ phải wow, sao nhìn nó chất thế, sao nhìn nó sáng thế. Các bác không tin, các bác có thể lại các bác xem này. Đó, thì về cái khu vực khoang máy của các dòng Honda thì nhà Honda thiết kế tương đối là thoáng các bạn. Đó, nhìn rất là rộng rãi, có, nói chung là nhìn rất là thoáng và chúng ta dễ quan sát được các chi tiết. Các bác có thể xem từ những ốc ở chân máy hay là mặt máy này, các con ốc còn zin nguyên các bác nhá, sơn dấu cũng còn này. Đó, có thể thấy chủ cũ đi khoang máy cũng rất là sạch sẽ đấy, ít khi phải dọn rửa nên là những cái sơn dấu vẫn còn các bác ạ. Đó, thì là như chiếc Honda City các bác biết rồi, được trang bị khối động cơ là dung tích 1.5 lít đi kèm một hộp số CVT. Hộp số CVT là hộp số vô cấp cho chúng ta khả năng tăng tốc tốt hơn, và nó không bị có những cái giai đoạn chuyển số nên là vận hành mượt mà hơn rất là nhiều so với các hộp số có cấp.
Rồi, ok, đó là ưu điểm của số CVT các bạn. Rồi, chúng ta có thể chuyển sang phần thân xe. Các bạn có thể xem thấy phần tai xe này, ở phần la răng này, phần lốp này đó. Như ở chiếc xe này các bác có thể thấy rằng lốp cũng còn rất là ok này. Chủ cũ đã thay cho chúng ta một dàn lốp rồi. Thì dĩ nhiên những chiếc xe đời 2017 các bác mà muốn tìm những chiếc xe mà còn lốp theo xe thì nó cũng rất là kém rồi. Đấy, cái nó gần như hết đát rồi, là theo tới 5 năm rồi nó cũng phải thay thế thôi. Thì với những chiếc xe đời này mà đã được thay một dàn lốp rồi thì về chúng ta cũng không phải lo lắng là mất một chi phí thay lốp ở cái khoảng thời gian sắp tới nữa. Chúng ta với chiếc lốp này sẽ đi được tương đối. Và la răng các thứ cũng rất là đẹp các bạn. Các bạn có thể quan sát thêm vào phần giảm sóc này, phần kẹp phanh, phần má phanh thì những chi tiết này cũng đã được kiểm định rất là kỹ càng rồi. Thì tư vấn khi các bác đến xem xe, tư vấn bán hàng sẽ thông tin cụ thể cho các bác hơn các bác nha. Rồi, các bác có thể chuyển sang phần thân xe. Thì gương của Honda City thì cũng được cụp điện này, chỉnh điện hết các bạn, không phải dùng bằng cơm. Và trên đây thì có tích hợp đèn báo rẽ dạng LED, đó nhìn rất là sang trọng, dễ nhận diện. Rồi, nói chung là ở cái thời điểm bây giờ mà nhìn những cái đèn báo rẽ bằng halogen ở trên đây thì nhìn nó không được sang bằng, nó cũng không được đẹp về mặt thẩm mỹ như những chiếc đèn LED này. Rồi, ở trên đây thì cũng chúng ta có thể dùng chìa khóa để mở cửa, hoặc các bác chỉ cần đặt tay vào trong đây thôi, có một cái cảm biến ở trong đây thì các bác có thể mở cửa ra được rồi. Còn nút này sẽ là để khóa cửa nhanh các bác nhá. Chúng ta sẽ mở cửa ra này. Đó, cửa rất là chắc chắn này, sau khoảng 5 năm sử dụng. Và trên cái táp ly cửa cũng có khá là nhiều da các bạn. Đó, để tay êm hơn và nhìn nó sang trọng hơn đó. Vì da bây giờ là cũng là những cái chất liệu nó sang hơn, cũng như phần nhựa. Và còn cao cấp hơn nữa sẽ là được ốp gỗ. Nhưng mà những dòng xe phổ thông như này thì cũng chắc chắn là không có gỗ. Chưa, ở thời điểm này chưa có gỗ cho chúng ta rồi. Các bác có thể quan sát những phần keo chỉ này. Mình quan sát rất là nhanh thôi vì là keo chỉ rất là đẹp, zin luôn các bác. Đó, không mất một mini nào. Chúng ta có thể quan sát này, phần ghế da. Đó, sau 5 năm sử dụng thì cũng còn rất là đẹp. Dĩ nhiên nó có độ hao mòn rồi, nhưng mà sau 5 năm như thế này là còn quá ok. Chủ xe đã bọc thêm những phần sàn 5D này, cẩn thận hơn thêm cả những cái phần miếng cao su các bác thấy đây. Đó, bên em còn chưa dọn, chưa hút bụi gì luôn này. Đó, xe còn rất là mộc. Mộc không còn gì có thể mộc hơn được nữa. Để các bác có thể xem được thực tế chiếc xe. Rồi, thông thường thì ở khu vực này hoặc đây thì sẽ dán cái mức tiêu hao nhiên liệu của hãng công bố, thì các bác có thể quan sát vào đây một chút. Những con số rất là ấn tượng cho một chiếc xe ở phân khúc B, nhưng mà rất là rộng rãi các bác nhé. Đó, ví dụ như là hỗn hợp chỉ khoảng 5.8 này, ngoài đô thị 4.8 và trong đô thị 7.5. Mức con số quá là ấn tượng. Vì thông thường khi mà với người Việt Nam, hơn 90% chúng ta đi mua xe, những chiếc xe phân khúc B nhỉ, thì đều những tiêu chí đầu tiên đó là bền, lành và tiết kiệm nhiên liệu. Các bác có thấy đúng không ạ? Các bác đồng ý thì để lại một comment bên dưới nhá. Rồi, ok, chúng ta hãy xem hàng ghế thứ hai để thấy được rằng tại sao Honda City có sức hấp dẫn như thế. Ngoài bền, lành, tiết kiệm nhiên liệu, các bác thấy không này? Wow, ngồi có sướng không? Không ai nói Honda City là xe chủ tịch, nhưng mà ngồi những hàng ghế như thế này chúng ta cũng cảm thấy chúng ta hơi chủ tịch một chút các bác. Tại sao? Vì nó rộng rãi, ngồi nó thoải mái. Đầu tiên cứ phải sướng ngay đã. Đó, hưởng thụ mà. Chủ tịch là phải sướng, và ngồi sướng như thế này thì các bác đi kèm đó là một cửa gió hàng ghế thứ hai này, cho chúng ta cảm giác là mát tốt hơn, đó, nhanh hơn trong những cái ngày mùa hè trời thời tiết nóng bức như thế này. Đó, các bác thấy không? Em phải nhấn mạnh một nữa về cái không gian hàng ghế thứ hai. Đó, em 1m73 các bác nhá, nặng gần 70 cân mà ngồi rộng rãi như thế thì các bác thấy như thế nào? Mình tự các bác đánh giá nhá. Rồi, ok, chúng ta sẽ sang phần đuôi xe. Đây, đuôi xe City được thiết kế cũng rất vuông vắt, vuông vức, rất là trẻ trung và khỏe khoắn. Đó, thì với những cùng phân khúc này có một người đồng hương, đó chính là Vios. Nói chung Vios với City thì nhiều bác các bạn so sánh thì là nó là 1910 thôi các bác ạ. Thì City bản top hơn Vios bản G một chút, đó chính là về đèn pha. Thì City được trang bị là đèn full LED, còn Vios G thì chỉ là đèn dạng projector thôi. Đó, tuy nhiên City có một ưu điểm là thiết kế nhìn trẻ trung hơn, tươi mới hơn và phù hợp với nhiều lứa thành phần lứa tuổi hơn là so với Vios. Đó là nhận định của em các bác nha. Rồi, chúng ta cùng quay lại với chiếc xe này. Thì xe được trang bị cam lùi các bác này. Đó, hiển thị rất là rõ nét, có ba góc nhìn cho chúng ta. Các bác có thể chỉnh ba góc nhìn đó ở trên màn hình, ở phía màn hình giải trí trung tâm. Rồi, bên cạnh đó có thêm cả cảm biến lùi nữa. Khi lùi các bác có cả hình ảnh, có cả âm thanh thì rất là yên tâm rồi, không sợ phải mất tập trung hay là nhìn nó không rõ căn không chuẩn nữa. Đó, và phía sau này mọi thứ rất là chắc chắn và đẹp này.
các bác có thể mở phần cốp lên. Đây, phía sau này có một cái nút bấm ở đây các bác nhá. Nhiều bác hay nhầm với cái đèn dọi biển số này đó, ấn tụt cả đèn vào luôn. Đấy thì các bác lưu ý này, chúng ta có thể nhìn trước đó có một nút bấm ở đây, đó một cái nút điện luôn. Các bác mở cốp ra, chúng ta xem phần keo chỉ này. Đó, rất là đẹp. Đó, còn như bản thân em thì em thấy ấy, nhiều bác là cũng xem thêm những cái phần ốc này thì em nghĩ là không cần thiết đâu, vì đôi lúc là trong quá trình sơn sửa người ta tháo cái phần này ra thì là hoàn toàn bình thường. Đấy thì em chia sẻ thế chứ không phải chiếc xe này các bác nhá. Rồi, các bác có thể quan sát thêm. Đó, không gian cốp thì cực kỳ lớn tượng luôn, ăn đứt nhiều cái mẫu xe sedan ở phân khúc C luôn các bác ạ. Không những sâu này, cao này mà rất là rộng nữa. Đó, để cho chúng ta để thoải mái đồ luôn. Các bác có thể mang cả thế giới này. Và với những gia đình nào mà có em bé, có trẻ nhỏ thì chiếc cốp này các bác mới thấy giá trị. Bìm sữa, các kiểu xe nôi, xe đẩy chúng ta có thể cho hết vào đây. Quá là tuyệt vời. Rồi, các bác cũng có thể lật lên này. Chúng ta xem này, đó. Một lốp sơ cua này, đấy các bác tin em chưa? Chưa dọn dẹp gì luôn, chưa hút bụi gì luôn. Đó mà xe còn đã đẹp như thế này rồi, rửa qua với hút bụi một cái nữa thì long lanh luôn. Rồi quay lại này, lốp sơ cua này, bộ đồ nghề này. Đó, và như phần xe này các bác có thể thấy này, cái phần này là nhiều bác này ví dụ chưa biết nhá, em nói trường hợp các bác chưa biết thì thấy ngạc nhiên, nhưng mà cái này là chống ồn các bác nhá. Làm thêm phần này thì nó sẽ giảm thiểu tiếng ồn đáng kể từ phía hốc lốp, từ phía mặt đường lên dội vào trong khoang lái của xe chúng ta. Rồi, chúng ta vừa đi một vòng rất là nhanh ở phía ngoại thất của chiếc Honda City Top 2017 màu trắng. Quá ưng phải không các bác? Chúng ta, các bác hãy cùng em Thắng vào phía bên trong xem bên trong còn được như nào sau 5 năm sử dụng. Nào, em xin mời các bác. Chào mừng các bác đến với khoảng không gian nội thất phía bên trong chiếc xe Honda City Top đã 5 năm tuổi. Vâng, và mới cũ như nào, chất hay không thì các bác xem nhá. Còn như em đánh giá thì là nội thất còn rất là căng đấy, và sau 5 năm sử dụng như này thì quá là đẹp. Và trên phiên bản top thì em cũng giới thiệu một chút với những bác nào đang tìm hiểu về dòng này mà chưa biết rõ. Thì phiên bản top ở giai đoạn 17, 18, 19 này khác với bản CVT. Thì như em đã nói ở phía bên ngoài đó chính là đèn LED. Bên trong thì chúng ta có một cụm điều hòa tự động dạng cảm ứng này. Đó, thay các nút vặn ở đây nhìn rất là sang và đẹp luôn. Và so với người đồng hương rất được hay so sánh đó chính là Vios G thì đẹp hơn rất là nhiều các bác ạ. Riêng về cụm điều hòa nhé, vì Vios G vẫn phải vặn nút ở đây. Đó, bên cạnh đấy thì xe được trang bị ghế bọc da, phiên bản CVT là ghế nỉ. Và có một điểm mà Honda City Top ở thời điểm này cũng khá là ưu việt so với các dòng xe cùng phân khúc, đó chính là được trang bị tới 6 túi khí. Đó, gần như là bảo vệ quanh xe cho chúng ta luôn. Và ngoài chúng ta ra thì những người thân yêu này, vợ, con nhỏ, bạn bè hay là bố mẹ, nói chung tất cả những người thân yêu của chúng ta ngồi xung quanh chúng ta cũng rất cần được bảo vệ. Nên chính vì thế chiếc xe này trang bị tới 6 túi khí ở thời điểm 2017 như thế này là ưu việt hơn rất nhiều so với các xe khác cùng phân khúc, các xe phổ thông trong phân khúc hạng B. Và chỉ kém đúng Ford Fiesta phiên bản Titanium một túi ở phía chân này thôi thưa các bác. Rồi, chúng ta cùng quay lại xem chiếc xe này nhá. Như em giới thiệu thì là xe này có trang bị cam lùi này, em sẽ vào số lùi để các bác xem. Đó, ở đây có ba góc nhìn này, các bác có thể điều chỉnh này làm sao có những cái góc nhìn phù hợp nhất với chúng ta. Và màn hình hiển thị cũng tương đối sắc nét. Đó, điều hòa tự động này, dạng cảm ứng này. Nói chung là mọi thứ sau 5 năm các bác thấy còn rất là chất. Và trên chiếc xe này thiết kế thì cũng rất là tối giản ở khu vực tablo này. Đó, em nhìn cũng rất là thích, không có quá nhiều nút bấm, quá nhiều nút vặn. Rồi, các bác có thể quan sát phần cần số này. Đó, những khu vực chúng ta hay cầm nắm nhiều. Hộp số chuyển động rất là mượt mà, rất là ngon. Và chiếc cần số này cũng chỉ hơi mòn một chút ở đây thôi. Nói chung các bác xem này, mọi thứ cũng rất là mới. Phanh tay thì rất là chắc chắn này. Rồi, phần vô lăng thì cầm nhiều hơn nên là có hơi mòn một chút ở đây rồi. Các bác có thể quan sát nha. Đấy đó, xe có như nào thì em nói như thế, không tâng bốc, không phải khen quá là nhiều. Đấy, các bác nhìn có thể biết được rồi. Thì nó bị mòn chỗ này, sau 5 năm sử dụng thì chắc chắn không tránh khỏi được rồi. Đó, tuy nhiên thì cũng rất là ngon, vô lăng rất là mượt mà. Đó, trên đây thì có thêm các nút chức năng này, có cruise control này, và có cả lẫy chuyển số thể thao nữa. Đó, cũng rất là nhiều option đấy. Rồi, ok, nói chung là mọi thứ tương đối là mới và ngon sau 5 năm sử dụng. Thì các bác thấy chiếc xe này như thế nào? Nếu các bác đang quan tâm đến dòng Honda City hay muốn tham khảo, muốn tìm mua một chiếc xe
dành cho gia đình trong tầm giá khoảng 450 triệu đến 500 triệu thì các bác nên tham khảo mẫu xe này. Vì như em đã chia sẻ, chiếc xe này có quá nhiều ưu điểm để phù hợp với thứ nhất là tiêu chí chọn xe của người Việt và sử dụng cho một gia đình. Đó, các bác quan tâm đến chiếc xe này, hãy để lại comment bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với số hotline. Hoặc có một cách khác nữa đó là qua trực tiếp Enica Long Biên tại số 3+5 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. Dễ tìm hơn là cạnh BC Long Biên các bác nhá. Để chúng ta xem xe, chúng ta trải nghiệm, chúng ta chạy thử xem chiếc xe này như thế nào, có đúng như em giới thiệu không. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những chương trình lần sau.